Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Black Zombie 2 phiên bản China. Ok, và chúng ta đã quýnh tới ải số 19 rồi các bạn ơi. Rất là thú vị luôn. Oh my god, hôm nay nó cho mình đưa chim qua sông nữa. Căng quá. Ok, mình sẽ cố gắng rồi là vượt qua cái này mới được. Ok. Căng quá các bạn ơi. À, lọt con chim xuống biển. Cái này rất là hại não các bạn ơi. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ok. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ giúp cho mình. Oh yeah. Mình đã đưa một con qua được rồi các bạn ơi. Ok, đây là con thứ hai. À! Bị nó ăn thịt rồi. Bị con cá sấu nó ăn thịt con chim rồi. Rối quá, làm rối đội hình quá. Ok, cứ từ từ, phải tập trung căng thẳng mới được. Ok, vừa qua luôn. Ô, nhảy lên chim. Đúng rồi. Nhảy. Con chim nhảy quậy rồi. Con chim nhảy xuống đè luôn rồi. Ok, chúng ta phải tập trung căng thẳng các bạn ơi, không có thể giỡn với tụi nó được. Ôi, qua 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 chim, qua chim. Nhảy. Oh yeah. Nhảy. Ây da, oh yeah. Nhảy. Ok. Nó nhai mình rồi. Căng quá mà. Ok, tập trung lại. Căng thẳng quá các bạn ơi. Nhảy lên. Nhảy lên mà nó không chịu lên. Khó quá, cái này thật sự quá khó. Lên 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 lên. Lên lên cho phải đi. Mình bấm đây mà nó chạy lên trên cơ. Hài não quá. Ok, hôm sau mình di chuyển tốc độ luôn. Ôi ôi ôi, mém đã dính rồi. Mém đã dính trưởng rồi. Cứ từ từ. Nhảy. Ok. Nhảy. Ok. Nhảy. Nhảy. Oh yeah. Qua được một con rồi. Nguy hiểm quá. Qua. 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 Qua luôn. Ok. Cứ từ từ. Nhảy lên. Ok. Nhảy. Quá tuyệt vời. Nhảy. Nhảy. Oh yeah. Hai con. Mừng quá. Qua luôn. Qua luôn. Qua luôn. Ok. Nhảy. Nhảy. À, lọc này. Vậy là mình tham quá, mình phải chào qua bên kia xíu nữa mới được. Qua 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 qua. Ok. Cứ từ từ, không gì phải vội vàng hết. Chúng ta phải bình tĩnh các bạn à. Nhảy. Nhảy. Ở gì vậy? Không sao, mình phải gọi là kiên trì mới được. Cái này nó khó quá. Bị thê thảm luôn á. Chạy 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 qua, chạy qua. Tập trung căng thẳng luôn nè các bạn. Nhảy. Đúng rồi. Nhảy. 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 Mày cái cây ăn thịt người nó hốt rồi. Bây giờ mày thì chứ. Con nhỏ nhảy xì khối luôn mới qua được tới đó. Cuối cùng bị cái cây nó dớt. Ok. Không sao, mình là tập trung từ từ cũng qua được thôi. Nhảy. Ok, cái cây đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Oh yeah. Cuối cùng chúng ta cũng lết qua được. Giờ cái ải này là muốn đổ mồ hôi sôi con mắt luôn á. Ok, ải số 19 chúng ta đã qua được rồi. Tới ải thứ 20 đây. Gọi là chơi cái trò này là gọi là căng thẳng luôn. Chơi ải 20 quánh rồi các bạn. Xem nào. Này nó cho mình quánh ở chế độ gì đây. Ok, zombie gọi là có zombie mà có mặt da, mặt đồ của người rừng nữa. Tốt thôi nào. Này mình để dành từ từ coi con zombie nó đi đường nào ra, mình canh mình vớt nó chứ. À, hai đường, đây rồi, một đường, hai đường. Ok, xử nào ơi bạn hiền.
Nó gọi là phóng phi tiêu mà phóng đi phóng lại luôn, phóng nguồn vật về nữa chứ. Ok, mỗi đường một con, mỗi đường một cây luôn, năm đường là năm cây. Có hành thúi nè, đó, hành thúi này là hửi xong là đứng tại chỗ luôn, lết đi hết đường đó. Ok, mình sẽ để cục hành thúi ở chỗ này nha. Đứng hình, thấy hành thúi là đứng hình liền. Coi là đứng hình, giỡn với mình hả? Ok, ấy da, đóng băng mình rồi kìa. Chơi mà chơi đóng băng luôn kìa. Ok, căng quá các bạn ơi, tình hình này mình thấy căng thẳng quá. Ô, người tiết dục cái hành thú cho người tiết đứng hình, người tiết khởi luôn, khởi hành thú xong là nằm xả lai luôn. Ơi, bớt giận, tiệt chiêu sẵn tốc độ. Cái tiệt chiêu đó rất là bá đạo luôn á các bạn. Ok baby, tình hình là anh em chúng ta đang rất là mạnh luôn. Zombie trực tiếp cho nằm xả lai luôn, có tội nhảy. Ok baby, mình chơi là không sử dụng kim cương luôn các bạn, chơi khô máu với mấy con zombie liền. Rồi là chúng ta chơi lầy với tụi nó luôn á. Trời ơi, nó tấn công hào hạt kìa. Cái gì đâu mà đông dữ vậy nè. Tấn công hào hạt cho phim luôn á. Cho nó hửi mùa hành thú cho nó biết sự lợi hại luôn. Dám chống cho mình hả? Ok baby, tiệt chiêu, tiệt chiêu. Đúng. Ok, chúng ta sẽ cho mấy con zombie thấy được tiệt chiêu của chúng ta lợi hại đến cỡ nào. Trời nè, nó ok xong rồi sao, mọi chuyện đơn giản rồi. Ok baby, màn tiếp theo sẽ là gì đây? Màn 21 à? Ok 21 luôn, vô 21 màn này coi có cái gì trong đây. Cái gì đây, cái tình trạng này là cái nó cho mình vượt cái ải gì đây? Có zombie bự quá bạn ơi, có zombie bự. Cái trận này căng thẳng nè. Chắc chúng ta phải gọi là sử dụng hàng khủng chút xíu mới được. Và giáp đỡ cho giáp mạnh xíu ơi. Giáp đâu mất tiêu rồi ta. Ô, trận này nó không cho mình xài giáp luôn cờ. Nó không cho mình xài đồ đỡ các bạn ơi. Cái này sẽ hơi căng, hơi khó khăn cho mình xíu đây. Không cho xài đồ đỡ, giờ xài gì đây? Mình lấy cái con này hả? Ok, quyết định vậy đi, chơi khô máu luôn. Xem nào. Nhát hoa quả đi trồng, cái gì cũng vậy. Mới vô là thiếu hoa quả. Đó, thiếu mặt trời. Mới vô là chúng ta thiếu mặt trời. Ok, có mặt trời là sẽ có tất cả. Ok, có súng lửa rồi. Bắt đầu hốt thôi nào. Ok baby, Nhanh lên các bạn ơi. Nhanh lên. Phải xây vàng hỗ trợ rồi mới được. Nó bắn lên tới đó luôn kìa. Công nhận phải bảo vệ mấy cái cây này mới được. Chúng ta phải bảo vệ mấy cái cây này mới được các bạn ơi, không có để cho mấy cái con zombie rồi là nó xâm nhập vô. Ok baby, ta được một vàng rồi, là chúng ta đã được một vàng hoa mặt trời. Tiếp theo là sắp được một vàng rồi là cây lửa, cây hoa cây lửa. Ok, cây này bắn là lửa đó, rất là tuyệt vời luôn. Trang bị xanh sạch đẹp luôn. Màu mèo hoa lá hẹ. Ok baby, đây rồi cho. Cái gì vậy? What? Tại sao? Cái này mình vẫn chưa hiểu. Nó chưa xâm nhập vô nhà mình được, tại sao mình lại bị lên đường ta? Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận những video mới nhất mỗi ngày nhé.
Và các bạn muốn mình làm về cái game gì hay là muốn mình làm về cái trò gì, đừng quên comment bên dưới video. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người cùng xem. Ok, và đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ mình với nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.